có người lại đang đọc thư tình nữa rồi. Xem ra là Kim Thảo đến không đúng lúc thì phải. Trời ơi, tài lanh ghê á. Thư tình là người ta trốn vô một góc người ta đọc rồi. Cái này là thư của một bạn khán giả gửi về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đó. Vậy thì chúng ta chào quý vị khán giả đó nha. Kim Thảo và Quốc Khôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đây là thư của chị Vân Anh ở quận Tân Bình đã gửi đến cho chương trình của chúng ta. Chị chia sẻ là chị mới vừa được một người bạn ở miền Trung nè, tặng cho một ít cá cam. Bây giờ chị muốn yêu cầu Món Ngon Mỗi Ngày của chúng ta là gợi ý cho chị một cách làm thế nào mà kho cá đặc biệt hơn nè, đậm đà hơn. Chắc chắn là khi mà đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì chị Vân Anh sẽ không phải thất vọng đâu. Vậy thì ngày hôm nay Khôi sẽ mời các bạn khán giả cũng như là Kim Thảo cùng vào bếp với Khôi để thực hiện món cá kho chuối xanh. Để thực hiện món cá kho chuối xanh ngày hôm nay thì chúng ta có những nguyên liệu sau đây: 300g cá cam nè, 100g thịt ba chỉ, 3 trái chuối xanh, hành tím bầm, đầu hành nè, củ riềng cắt lát, ớt, hiểm, lá trà xanh và nước trà xanh. Ngoài ra còn có những cái gia vị nêm nếm thông thường và mayonnaise aji mayo. Đầu tiên chúng ta sẽ ướp cá. Sẽ ướp 1.5 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon nè, thêm vào 1 tí xíu muối, khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu, 5 muỗng cà phê đường. Tiếp theo thì Khôi sẽ cho vào nước mắm nè, 2 muỗng canh, khoảng 1 muỗng canh hành tím băm, 2 trái ớt hiểm luôn. Trong khi mà Thảo đang phụ Khôi cái phần ướp cá thì Khôi sẽ qua làm cái phần thịt ba chỉ nè. Khôi sẽ cắt thành những khối. Kế tiếp theo thì Khôi sẽ ướp phần thịt ba chỉ này luôn nha. Đầu tiên sẽ ướp với lại khoảng 1/2 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, khoảng 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/3 muỗng cà phê tiêu nè. Cuối cùng á là 1 muỗng cà phê hành tím trộn đều lên. Bây giờ phần chuối nè thì Khôi sẽ cắt cái độ dày thì nó cũng không dày quá. Một cái tô nước có chuẩn bị sẵn muối loãng rồi. Khôi sẽ ngâm phần chuối trong đây giúp cho chuối nó không có bị thâm đen nè. Hồi nãy giờ không biết là Thảo để ý không là Khôi đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi rồi đó. Thì bây giờ trần qua thì bắt đầu vớt ra ha. Trần sơ qua thì Thảo vớt ra được rồi nha. Ừ, vậy là được rồi đó. Trong khi mà Thảo đang vớt ra thì Khôi sẽ qua cái công đoạn tiếp theo làm caramel. Mà không biết là Thảo biết là Khôi đang làm caramel để làm gì không? Thảo nghĩ là làm caramel để cho cá của chúng ta đẹp mắt hơn đúng không? Đúng rồi, cái caramel này của Khôi sẽ giúp cho cá của chúng ta nó săn lại nè, kho nó cũng sẽ ngon hơn, để lấy cái mùi thơm nè. Đó, và màu sắc thì chút nữa sẽ hấp dẫn, nhìn vô một cái là không cưỡng được cơn thèm liền. Quý vị ơi, quý vị cũng nhớ lưu ý vào với Kim Thảo nhé, là khi chúng ta kho cá thì nhớ áp chảo cá với caramel để cá thơm nè, rồi săn hơn, rồi sẽ có màu sắc đẹp mắt hơn nữa quý vị nhé. Đầu tiên là cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nè, 2 muỗng canh đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ rải đều cái phần đường này ra ha. Rồi, màu vàng đã đẹp hấp dẫn rồi đúng không? Cho ngay cá vào thôi. Rồi, ngay lập tức là chúng ta sẽ lật mặt cá liền. Chúng ta sẽ qua phần thịt ba chỉ, xào phần thịt ba chỉ này ở trong cái chảo caramel lúc nãy luôn. Đó, để cho cái thịt ba chỉ của chúng ta nó cũng săn lại. Đó. Phần thịt ba chỉ có vẻ là cũng đã xong rồi đó. Thì Khôi sẽ vớt ra thôi. Đầu tiên là Khôi sẽ xếp vào những cái lá trà xanh, xếp ở dưới đáy nồi nè. Tiếp theo sau cho vào thêm một lớp riềng đã cắt lát. Kế tiếp theo sau là Khôi sẽ cho thịt lên một lớp nè. Xen kẽ đó là một lớp chuối. Và bây giờ cho thêm vào nước trà xanh. Nhưng mà cho Kim Thảo hỏi là tại sao mình phải kho cá với lại trà xanh rồi cả nước trà xanh nữa? Bí quyết của Khôi trong món này là trà xanh đó các bạn. Đó, khi mà cho trà xanh vào nè thì bên trong trà xanh nó sẽ có chất tannin. Nó sẽ làm khử đi mùi tanh của cá và làm cho hương vị của món ăn nó sẽ ngon hơn, đậm đà hơn. Cho đầu hành vào nè. Chúng ta sẽ để lửa nhỏ nhỏ một tí xíu và chờ cho bắt đầu nước trà xanh cạn dần đi. Khôi sẽ cho vào nè 1 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Rồi ngay lập tức là chúng ta sẽ tắt bếp liền. Đó.
rưới một tí xíu nước thịt kho, một cọng ngò. Không biết là chất lượng bây giờ như thế nào đây. Vậy thì chỉ có một cách duy nhất thôi là thử mới biết, đúng không? Một miếng cá nè, thêm một miếng chuối, đúng rồi. Cảm ơn Khôi. Rồi bây giờ Thảo ăn thử nha, coi như thế nào. Coi sao đây. Khôi có muốn biết là Kim Thảo cho Khôi bao nhiêu điểm liền ngay bây giờ không? 11/10. Sự tự tin của Khôi là có lý do chính đáng. Bởi vì món cá kho chuối xanh này, cá thì thơm thơm bùi bùi, kèm theo đó còn có vị béo béo của sốt mayonnaise aji mayo nữa, mà đặc biệt là không bị tanh quý vị nhé. Cảm ơn Khôi rất là nhiều nha, bởi vì ngày hôm nay đã mang đến cho chương trình món cá kho chuối xanh rất là đặc biệt, và kèm theo đó là rất nhiều tuyệt chiêu nữa. Cảm ơn rất nhiều. Kim Thảo và Quốc Khôi xin được chúc cho quý vị sẽ thành công với món cá kho chuối xanh này nhé. Và quý vị ơi, nếu như quý vị có những băn khoăn hay thắc mắc gì trong việc bếp núc thì hãy đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ quen thuộc là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc có thể gọi đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam theo số điện thoại là 083 823 7557. Và nếu như quý vị bỏ lỡ những chương trình của Món Ngon Mỗi Ngày, muốn xem lại rất dễ thôi, hãy truy cập vào trang web của chúng tôi theo địa chỉ là mongonmoingay.com, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Kim Thảo và Quốc Khôi xin được nói lời chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.